giờ 35 phút còn chưa tới thôi. Bây giờ chừng cái giữ tiền cái sách nó đi luôn á. Hai ngày rồi tôi vừa với là anh Philoman là tập trung cái bán mì từ sáng tới tối. Hai ngày sau hai ngày thì hai anh em mới gặp nhau. Anh bán mì hết mà. Cũng biết nữa thấy không? Phải là bán sạch luôn á, không còn có nào nữa. Thì anh cũng bán sạch, nhưng vấn đề là giờ cuối cùng là ai nhiều ai thôi. Thì có mang tiền không? Tiền bánh mì à? Không, tiền bánh mì, à? Tiền mì là nóng có giữ hết rồi. Anh ra tiền trung độ thì em tiền trung độ đó vô, thì các bạn thân mến là theo như thống nhất giữa hai anh em là cuộc đua này nếu như mà không đạt chỉ tiêu 50 triệu đồng thì người kia phải bù, cái người nào ít hơn phải bù cho người kia đúng không? Còn nếu mà vượt được chỉ tiêu 50 triệu đồng thì là ai mà nhiều hơn thì người đó phải chung độ 10 triệu. Và bây giờ thì thật ra mình cũng rất hồi hộp, không biết là số của Cương Dừa sao mình cũng không biết. Thấy Cương Dừa có vẻ tỉnh táo quá, có vẻ cái mặt anh cũng vậy, anh nét hả? Cái nét vậy là mình thấy cũng lo quá, thấy mặt của bạn ấy có vẻ nhỡ nhơ quá. Anh đang rất là hồi hộp. Mười triệu quá, tôi lo nghe khó quá. Ăn 5 triệu vậy. Nhưng mà bán là vui ha. Vui sáng mình dậy từ sáng sớm luôn, bán tới tối luôn. Bán tới 7-8 giờ tối luôn, nhiều khán giả không còn ủng hộ. Nắm nãy giờ nói nó nắm nhưng chưa tới. Ủa có là vợ nắm hay không nắm tới chứ? Chờ 40 phút rồi, 45 phút rồi. Trời ơi, tưởng đi du lịch luôn rồi chứ, cầm cục đi du lịch luôn rồi chứ. Cái này cầm cái tiền lớn quá nên đi tắt, đi dùng dòng. Đây là số tiền hai đợt bán của hai anh. Tôi lấy cái túi, tôi dọn công xa rác, còn bạn thì sao? Trời, lấy cái túi là trong đây là rác. Dạ không ạ, như vậy cho mọi người đỡ để ý, tạm mang cục này ra ngoài đường hơi sợ. Để thôi em mở đi. Quá, rõ ràng quá. Trời ơi, ở đây mà nói mà là mỗi 100 triệu sao tôi tin được. Dạ, hiện tại trên tay em là đang giữ kết quả của hai anh. Ừ. Thì như dự kiến ban đầu là mình phải bán được mỗi người là 50 triệu một ngày. Nhưng mà số tiền ở hiện tại đây thì nó đã vượt ngoài mức dự tính, thì không biết là hai anh có nhớ được mình đã bán được bao nhiêu không ạ? Ai sẽ là người chiến thắng? Bữa ngày đầu là anh bán khoảng 400 triệu rồi. Bữa anh nói đó, nhớ không? Dạ. Yeah. Dạ, tôi lấy tiền cũng cho mẹ. Ngày đầu là 400 triệu, ngày sau là anh bán tới 200 triệu rồi, bữa ngày 6 rồi. Dạ, vậy là tổng của anh Cương Dừa là 600 triệu à? Nhưng mà giờ anh cầm không đủ 600 triệu là anh bù vô đó. Anh bước của anh chuyển rồi. dễ kiếm quá. Vậy còn anh Kilomen thì sao ạ? Không, anh nhớ chứ, số anh chắc chắn anh nhớ. Nhưng mà anh nghĩ là hơi bất ngờ, chắc chắn luôn là hơi bất ngờ là tại vì chỉ tiêu hai anh em là 2 ngày là bán được 50 triệu là mừng hết lớn rồi. Dạ. Cô Đấm là cô Đấm bán bánh mì một cái kiosk của Kilomen một ngày bán sáng chiều bán có 5 triệu à. Làm sao mà hai anh em mình bán một ngày 25 triệu được, không có cửa. Mà người ta 10, một cái quầy khoảng 6-7 người bán, còn bán có 5 triệu. Nhưng mà cũng bất ngờ là anh vượt. Anh nghĩ anh vượt số 50. Ngày đầu anh vượt rồi. Ủa vậy? Ngày đầu anh vượt 50 rồi. Vậy bây giờ? Ngày đầu, ngày thứ hai là hơn nữa. Bây giờ ai cũng nghĩ là mình thắng thì em sẽ... Anh thắng, chung là kể đó. Nói luôn là ai thắng cũng được. Nhưng mà nếu mà mình chiến thắng thì bán được nhiều tiền thì mình sẽ được nhiều tiền hơn. Để mình có nhiều món quà hơn, tặng được nhiều hơn. Đúng rồi ạ. Với lại thật ra thì cái chiến thắng của bên nào cũng được, tại vì hai anh em mục tiêu là làm sao tất cả cái này là mang đến cho niềm vui và nụ cười cho bà con nghèo đón Tết đó. Cái mục đích lớn nhất là như vậy, nhưng mà thắng thì sẽ vui hơn. Ra thì tạo áp lực để nên Kilomen nó bán nhiều hơn anh đó. Bán bùng bằng của anh rồi chứ anh chút bậy là vậy. Là nếu mà anh thua thì anh thắng thì anh nói rồi anh bán dở quá. Còn nếu mà anh thua ra cũng nói là tại vì em cố gắng em tạo áp lực, em tạo động lực cho anh cái bán nhiều hơn. Thì có lý do đường gì Cương Dừa cũng nói được hết. Nhưng mà thôi mình cũng rất là mong chiến thắng, tại vì chiến thắng lấy được của Cương Dừa 10 triệu. Và 10 triệu này là mình dẫn cái team mình đi ăn uống, ăn ốc, ăn ép rồi. Hứa các em hết rồi. Nhưng mà có team em đi theo nữa nha.
đâu cái vậy không người có tim em cũng em nha. Hôm trước là có hình phạt đó anh. Ờ phạt tiền rồi còn phạt ở ngoài nữa. Ở ngoài nữa. Dạ vâng. Vậy bây giờ em xin phép công bố kết quả nha mọi người. Đúng rồi. Dạ. Dạ và trên tay em là kết quả cho chuyến xe mọi người. Vậy thì em sẽ công bố kết quả của hai anh trong hai đợt ạ. Là đợt 1 thì anh Cơ Men bán được 109 triệu chẵn ạ. 109 triệu luôn hả? Dạ vâng, chẵn luôn ạ. Có lộn không? Không lộn ạ. Dạ. Đợt 2, à, ngày thứ nhất Cương của anh Khương là 72 triệu ạ. Dạ. Tuy nhiên thì đợt 2 thì anh Khương có sự biến đổi lớn ạ. Dạ. Là đạt được 139.660.000 đồng chẵn luôn. Gấp đôi luôn ạ. Để thắng chắc rồi. Dạ. Đọc kết quả anh Cơ Men đợt 2 đi. Dạ, anh Cơ Men thì đợt 2 của anh Cơ Men thì đạt được 163.593.180 đồng ạ. Ghê vậy, bữa nay đủ. Vậy. Có sự chênh lệch tỷ giá nước ngoài nữa nên là cái số có số tiền lẻ ở bên trong. Thì tổng cộng đợt 1 của anh Cơ Men đạt được 272.593.180 đồng. Dạ. Còn anh Khương Dừa thì đạt được 211.660.000 đồng chẵn ạ. Và anh thua bao nhiêu? Dạ, anh thua anh Cơ Men những 60 triệu ạ. Đó là trong hai đợt thi đấu đúng không? Dạ. Nhưng mà ngoài ra thì còn nhận ở phía bên kế toán nhận được số tiền chuyển khoản do có cả khách cũng bị có khách mua chuyển khoản nhưng mà không mua cũng bị ủng hộ qua số tài khoản ạ. Đợt sau đúng rồi. Đợt sau luôn. Dạ. Thì anh Khương Dừa nhận được số tiền chuyển khoản là 13 triệu đồng chẵn ạ. Dạ. Và anh Cơ Lơ Men thì nhận được 26.524.000 đồng chẵn. Sao anh Cơ Lơ Men nhận còn tiền lẻ không ạ? Anh nhận còn tiền chẵn không ạ? Dạ, có cả khách nước ngoài chuyển tiền đô về nên là mình sẽ quy ra tiền Việt Nam thì nó sẽ hơi lẻ ạ. Và tổng cộng cả đợt 1, đợt 2 và số tiền nhận chuyển khoản thì anh Cơ Lơ Men nhận được 299.117.180 đồng. Coi như 300 triệu. Dạ, là chỉ 300 triệu ạ. Dạ. Còn anh Khương Dừa nhận được số tiền là 224.660.000 đồng chẵn ạ. Dạ. Gì bắt tay ngoài chứ. Dạ. Để chung cho mời. Mời được triệu ạ. Không có, đâu, không có trừ vô lương nha, phú trừ vô lương. Anh có đưa luôn cho nó. Anh càng bảo vệ đó. Mình vừa lừa á, càng bảo vệ vô đó phá mà cũng không được. Làm bên ekip cũng không. Còn bom đi ông ngon luôn đi kiếm bây giờ. Trời ơi, vậy thua 10 triệu anh. Dạ, thua 10 triệu. Và nhưng mà cái con số cuối cùng mới là con số vui nhất ạ. Là mình đạt được là 523.777.180 đồng chẵn ạ. 500 mấy? Dạ 523.000. 523 triệu. 523.777.180 đồng ạ. Vậy là chi mình giờ vừa gấp 5 lần. Dạ. Vượt ngoài sức tưởng tượng luôn. Ở gấp 5 lần. Hơn 5 lần. 100 triệu. Hơn 5 triệu bán được 500 triệu 5 lần. Mục tiêu của hai anh em là chỉ có ước mơ là 100 triệu thôi mà cuối cùng không ngờ là trong chỉ có hai đợt 4 ngày mà hai anh em coi như là được bà con thương ủng hộ tới cái mức mà thật sự mình cũng không tin được luôn. Thật ra thì hôm trước mình ngồi mình đến tiền rồi là mình cũng là mình nghĩ là nói chung thắng thua thì mình chưa biết nhưng mà mình nghĩ chắc là lên Khương chắc cũng phải xấp xỉ có đó mà đúng rồi. Dạ. Tóm lại hai anh em là cái chuyến xe đủ cười season 1 ha. Dạ. Mùa thứ nhất này thật sự là rất là thành công và thật sự là mình hai anh em mình vô cùng cảm động. Dạ. Khán giả thương yêu rất là nhiều người tới họ không cần bánh mì họ chỉ cần chung tay để ủng hộ như cho hai anh em để cho anh em có số tiền để ủng hộ cho bà con nghèo ăn Tết. Và ban đầu thì dự kiến chỉ 100 triệu thì tặng chừng 200 phần quà ha. Đúng. Bây giờ 500 triệu mình tặng được 1.000 phần quà của mình. 500 triệu. Đâu. À, mình bắt đầu mình tính một phần quà là như tiền đó 500 ngàn.
quà là dự kiến à, đến 500 ngàn một phần quà đúng không? Mà nếu 100 triệu là được có 200 phần quà. Nhưng mà tới bây giờ thì nó lên tới 1.000 phần quà. Đạt được thêm 800 phần quà nữa. Ừ. Thật ra em là thu 10 triệu để em đẩy lên bán hơn là đẩy lên 800 triệu đó. Thiệt. Nữa chém gió hoài. Mệt ghê. Bỏ ra có 10 triệu mà anh Solo em phải bán thêm 60 triệu nữa quý vị dạ. 70 triệu nữa. Thấy lời không? Đó. Không có chứng thực. Nhiều khi mình bán không được thì mình phải tạo được để anh bán được. Để anh bán để có tiền nhiều để mình giúp cho bà con nghèo. Bây giờ chung tiền đúng không? Cái câu này là câu dễ thương nhất trong ngày hôm nay nhé. Yeah, ở đây trong đây là thành phần của team Coleman đứng đây là gần hết rồi đó. Đây em sẽ cho mình đây. Thôi nào, có đây 10 đứa, mỗi đứa là nhận 1 triệu nè. Bây giờ đây là 2 triệu của tiền đóng tiền trường của con em. Đây là 2 triệu tiền ăn cả gia đình. Tiền chợ của ba bà xã em. 4 triệu. Ngày một tháng em có 2 triệu thôi. Dạ 2 triệu anh. Đây là 2 triệu nữa là tiền em xài đó. Tiền là tôi như tháng này không xài 6 triệu. 6 triệu. Rồi tiếp. Tiền này là tiền gửi đen. Gửi đen là cho bồ nhí phải không? 8 triệu. Trời ơi đếm gì mà dày vậy. Tiền này tiền mua vàng với mua đất. Rồi ok. Đủ 10 triệu không anh? Rồi nhớ nhậu báo nè. Thật ra anh Colombia đã nhận 10 triệu này là đã lại trúng bẫy của con dừa nữa. Tại vì 10 triệu là nhậu không có đủ. Team này đông đó. Thì phải bù thêm 10 triệu nữa. Nhưng mà thật sự nãy giờ hai anh em nói chuyện sạp xí cho vui thôi. Nói giỡn cho vui. Nhưng mà thực tế thì các bạn, quý vị các bạn cũng thấy rồi. Từ dự kiến ban đầu là 200 phần quà đúng không? Yeah. Mà thêm 800 phần quà nữa tức là sẽ có 800 hộ nghèo nữa, 800 hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ thì mọi người chắc là mình nghĩ rằng là quý vị khán giả cũng rất, mình nghĩ quý vị khán giả còn vui hơn mình nữa. Đặc biệt là những người tâm huyết với cái chương trình này, những người tâm huyết với là các hoạt động thiện nguyện xã hội trong cái dịp đại Tết này thì chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy hòa chung với niềm vui của Khương Dừa và Coleman. Còn đương nhiên là cái này thì cuộc chơi nào nó cũng phải có thắng thua. Cái này thật ra là một cái hình thức để hai anh em cố gắng mà thật sự mà nói. Cứ vừa nói thôi giờ lỡ thua là bộ gỡ gạt chứ nó cũng ráng lắm. Ráng cũng chết mà. Mình cũng nghĩ mình thua rồi tại vì mình cũng có thông tin điệp viên bên kia báo qua báo lại là mình trời ơi sao ngày thứ hai bán 130 triệu tôi chết tôi rồi. Rồi xong rồi bị lúc đó tôi nhớ còn nhớ lúc đó anh nhớ bị đuổi nữa. Nói chung lúc đó anh còn bị không thôi giờ mình không nhắc lại chuyện đuổi nhưng mà nó tóm lại là mình thấy thôi bữa đó chắc mình tiêu rồi. Không ngờ khán giả thương quá. Khán giả không khán giả thương hai anh em mình với lại thương nhiều người họ cũng muốn chung tay để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn nhiều khi họ không có điều kiện nhưng họ có một người nhiều người họ chỉ có 100 ngàn 200 ngàn thì họ không có thể đi giúp đỡ được thì thông qua cái này giống như khi dự anh Coleman làm cái cầu nối để tất cả mọi người chung tay và mọi người rất là vui và đặc biệt là các bạn trẻ sinh viên anh có nhiều bạn chỉ có 50 ngàn 100 ngàn mà cái đó là cả ngày ăn của bạn luôn các bạn bỏ vô mình thấy rất là cảm động. Có bạn mang tới thật sự luôn, có những bạn mang tới cái này bây giờ mới kể là có những bạn mang tới rồi. Thậm chí là có 20 ngàn các bạn một ổn mì các bạn có 20 ngàn có đóng góp được không chú? Tại sao không được? Cái này là tùy lòng hảo tâm mà. Tại vì một ổn mì thì mình bán trung bình 15 ngàn đúng không đó? Nên là thật ra là 20 ngàn là tức là các bạn đóng góp 5 ngàn cho những hoàn cảnh khó khăn, khó hơn mình, khổ hơn mình. Và như vậy thì mỗi một người 5 ngàn cứ tưởng tượng 1 triệu người mà mỗi người 5 ngàn nó thành khác lắm, thành 5 tỷ chứ không đâu ít. Đúng không? Thì như vậy cho nên là tích tiểu thành đa nên thật sự là bây giờ thì chắc đến đây chắc là thôi mình chuẩn bị mình công bố nhiều điểm mình đi ha. Như vậy mình sẽ đi được nhiều điểm hơn á. Dạ. Dạ đây. Dạ. Hiện tại thì sau khi mà hai anh em bán được khoảng hơn 500 triệu thì hai anh em đã lên được cái phần quà, mỗi phần quà là 500 ngàn gồm 200 ngàn tiền quà với lại 300 ngàn tiền mặt. Thì tôi vừa với anh Superman đã chọn được những địa điểm nói chung là với số tiền 500 triệu thì chỉ giúp đỡ nó cũng nhiều nhưng mà nó chỉ hạn hẹp trong những cái địa điểm mà tôi vừa với anh Superman biết thôi.
chứ không thể giúp đỡ được ở nhiều nơi nhiều địa điểm, nên nhiều nơi nhiều địa điểm mà bà con còn khó khăn còn nghèo mà Tết này Phương Dừa với anh Florian chưa giúp được, thì hẹn quý vị các bạn những hoàn cảnh đó trong dịp Tết năm sau hoặc là trong một dịp Tết nào đó. Còn hiện tại thì cứ có 500 triệu thì cố gắng phát những địa điểm mà Phương Dừa với anh Florian đã làm chương trình và tiếp cận đã biết được hoàn cảnh rồi đó. Dạ, hiện tại thì em ngày mai thì em sẽ đi phát 4 địa điểm trước. Do nhiều địa điểm quá nên Phương Dừa với anh Florian phải chia ra, mỗi anh em phải đi phát những địa điểm. Đúng ra là hai anh em tính là đi cùng. Thì nó quay nó sẽ vui hơn, có ý nghĩa, với lại hai anh em đi tương tác nhau. Tại vì hai anh em cũng chịu giỡn nó, thành ra đi nó vui hơn. Nhưng mà thật ra bây giờ sau khi có một cái số tiền mà nó thật sự là nó lớn, nửa tỷ đồng nó có ít trong lắm bà con. Mình nghĩ là ngay cái chương trình lớn như Tờ Hát Mãi Ước Mơ cũng chưa chắc là vận động được trong vòng có mấy ngày mà được mấy trăm triệu. Thành ra đây là một cái mà mình đối với hai anh em là nó quá lớn. Nên chọn tổng hợp là thì cố gắng chọn 12 địa điểm. 12 địa điểm mà nếu hai anh em đi chắc phải đi 3-4 ngày mới hết. Chính vậy nên là phải chia ra. Thì thôi, đây về miền Tây, đây về miền Đông. Rồi, còn lại một ở trong Sài Gòn hai anh em đi chung. Ngày mai em sẽ phát ở cho khoảng 120 hộ ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Rồi sau đó em sẽ di chuyển xuống mái ấm Phật Minh ở xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Rồi sau đó sẽ di chuyển xuống mái ấm Kim Phước ở ấp Hiệp Quế, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Rồi sau đó sẽ di chuyển đến mái ấm An Lạc, chùa Pháp Tánh ở ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dạ. Là em đi ngày mai á? Em phát 4 địa điểm đó. Là ngày mai phát được 4 địa điểm đó, khoảng số tiền khoảng 185 triệu. Thì ngày mai tức là ngày 30 tháng 12, tức là những ngày cuối cùng, chỉ còn 2 ngày nữa là tập sẽ kết thúc năm 2019. Còn Colomen thì cũng sẽ đi vào một ngày khác. Tại vì ngày mai thì là mình lại có một chuyến đi công tác ở Bali, Indonesia, và cũng kết hợp đi với gia đình cho mấy đứa nhỏ nó đi nghỉ Giáng sinh, nghỉ cuối năm. Cho nên là mình Colomen thì sẽ đi vào ngày 5 tháng Giêng năm 2020, và các địa điểm mình đi là ở phía miền Đông. Đầu tiên là địa điểm đầu tiên là mái ấm trẻ em và người già Phan Sinh. Rồi cái địa điểm thứ hai là mình đi mái ấm trẻ mồ côi chùa Diệu Pháp. Và cái địa điểm thứ ba đó là trung tâm nhân đạo Từ Ân. Và địa điểm thứ tư đó là cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật Thiên Thần. Đó là cái bốn địa điểm ở các cái địa phương miền Đông, Nam Bộ. Rồi và sẽ có 4 điểm mà hai anh em đi cùng, tại vì nó nằm trong Sài Gòn. Điểm thứ nhất là 80 hộ nghèo ở phường Tân Thuận. Đó. Rồi cái điểm thứ hai là viện dưỡng lão. Rồi viện dưỡng lão chùa Lâm Quang ở quận 8. Rồi điểm thứ bảy, điểm thứ ba là ở Sài Gòn là mái ấm Camilo ở Củ Chi. Và cái điểm cuối cùng đó là mái ấm trẻ em và người già Thiện Duyên. Đó. Vào ngày 6 tháng Giêng năm 2020 thì sẽ có 4 điểm ở nội thành Hồ Chí Minh, thì con em là Phương Dừa sẽ đi cùng, còn lại là hai anh em phải chia ra hai đường, em miền Tây, anh miền Đông, để làm sao mà đi đến thật nhiều. Ở đây các bạn chắc cũng biết rồi, đây là giai đoạn những ngày cuối cùng và chuẩn bị giáp Tết, cho nên công việc thì thật sự hai anh em rất là bận, nhưng mà phải làm cái chuyến đi, phải đưa cái chuyến xe Nụ Cười này đi, phải bằng mọi giá phải đi thì nó mới có ý nghĩa. Thật ra thì cũng còn nhiều bà con cũng trông chờ vào cái phần quà của Phương Dừa với Colomen, nhưng mà thực tế thì không thể phát được hết không. Dạ. Anh em cũng gắng cố gắng, có thể là chương trình mình sẽ làm nhiều lần, nhiều tập, nhiều mùa ấy, nhiều đợt này mình bán bánh mì, rồi đợt sau mình bán gì đó nữa, để mình tạo cái quỹ rồi mình kết nối cùng với bà con cô bác để ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thật ra ý tưởng thì lúc đầu là hai anh em dự tính là một năm mình làm cái mùa Tết thôi, nhưng mà sau đó thì hai anh em với ekip cũng bàn lại là để thăm dò ý kiến của khán giả xem là cái chuyến xe Nụ Cười này mình nên làm một năm mấy lần. Và nếu mà quý khán giả cho ý kiến nha, nếu quý khán giả cho một năm 3 lần thì hai anh em cố gắng sắp xếp đi 3 lần. Còn nếu mà quý khán giả đề nghị là một năm thôi, ít nhất là 2 lần, nghĩ 2 lần là vừa. Thì đâu đó khoảng giữa năm
trước khi mà các em nó nhập học vào tháng 8 tháng 9. Rồi là cái tháng 8 tháng 9 thì mình thấy là nó cũng rất là phù hợp để mà làm tiếp một cái mùa kế tiếp, nhưng mà năm mình sẽ làm hai chuyến. Và cái ý tưởng, một cái ý tưởng nữa đó là không chỉ là Coleman đấu với Hương Dừa mà là Coleman có thể sẽ đấu với một bạn nghệ sĩ mà có trái tim thích làm thiện nguyện. Thì thay vì các bạn hoàn toàn các bạn nghệ sĩ hoặc là ca sĩ diễn viên, là các bạn cũng thật sự nếu mà để có điều kiện để làm từ thiện thì các bạn cũng có, nhưng mà đứng bán từ ổ bánh mì thì cái này nó thật sự nó đòi hỏi chúng ta phải, vì cái này nó mới là công, nó mới đáng, thật sự nó mới ý nghĩa. Rất nhiều khán giả cũng nói vậy á. Thật ra thì anh Dừa với anh Coleman mà cứ nói lên hú lên cái là bà con cho tiền rồi đi cao chứ đi vậy chứ dư cực, nhưng mà họ, tất cả các khán giả đều rất là thích cái hành động mà hai anh em phải tảo tần bán bánh mì như vậy. Thì ngoài cái chuyện kiếm ta quyên tiền được thì đó, nhưng mà phải đổ mồ hôi sôi nước mắt thì chúng ta mới thấy cái đồng tiền nó có giá trị đến mức nào, cái phần quà nó lớn hơn á. Dạ, cầm họ sẽ cảm thấy là rất là quý, với lại cũng có cái để cho bà con coi. Bà con coi thấy Cương Dừa cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt, còn con Lan cũng chạy tất tả người xuôi ngồi thở dốc đó. Ở nhà thì nắm bi đứng bán không cả ngày, không biết mình đâu thấy ăn nó mệt. Thật ra mình đứng mũi mình đứng một ngày rồi mình mới hiểu đời giá vàng. Nhưng mà mấy anh em nó phụ mình bán nó cũng cảm thấy nó vui, nó làm được công việc thiện nguyện. Đúng rồi. Cũng cảm ơn các bạn mà yêu quý Cương Dừa Coleman mấy ngày đó cũng tới cũng ủng hộ, rồi phụ bán, rồi phụ giao bánh mì, rồi nói chung rất là quý, đây là công sức của rất là nhiều người. Tóm lại là như vậy, mình có sẽ có 523 triệu, đúng không, hơn chút xí. Cái số lẻ thì 523 triệu, thì đầu tiên là mình sẽ cố gắng là mình làm được làm tròn 500 triệu đi. Còn 23 triệu kia thì trên đường có thể là mình sẽ gặp những trường hợp đó mình giúp tiếp. Còn không thì xin để 23 triệu này làm như một cái quỹ để chuẩn bị cho nuôi chuyến xe mình cười. Nuôi cho nó hơn. Đúng rồi, nó giống như tiền cái vậy hả. Thì sẽ xin giữ lại cái số lẻ đó quý vị các bạn, để cho chuẩn bị cho cái mùa thứ hai. Và cũng mình hai đem lo nhất là không biết mùa thứ hai có được vang dội như là cái chuyến xe đầu tiên hay không. Thường đầu tiên thì mọi người sẽ ủng hộ rất là nhiều, và em nghĩ là với cái sự lan tỏa này, cái sự chia sẻ này thì mọi người coi qua thì mọi người sẽ cảm nhận được, em nghĩ sẽ giúp nhiều hơn nữa chứ không dừng lại đó. Hơn 100 triệu dân mình mà, chưa kể 10 triệu kiều bào Việt Nam trên toàn thế giới nữa. Thì thật sự là đợt này là không chỉ là đồng bào trong nước nha, mà còn các kiều bào của Việt Nam mình ở nước ngoài đóng góp rất là lớn, thật sự luôn. Bên anh là có người đóng góp một ổ 25 triệu, kỷ lục luôn. Mới đầu là đóng góp ổ 1.000 đô là mình thấy là choáng rồi. Không biết bên em cao nhất là gì? Em là cao một ổ 1.700. 700 đô hả? Dạ. Ôi, ui, chỉ con ổ mà. Bữa kêu giao người ổ mà không ai mua bán được con ổ, nhà mẹ. Chứ chưa còn mua mà bán người ổ chắc chắn luôn. Bán người ổ thì thôi, ai chịu đổ. Nói chung là hai anh em rất là xúc động và hai anh em đang rất là háo hức để chuẩn bị trao quà cho tới bà con. Và khi vừa nghĩ tới mà bà con mà nhận những phần quà này thì rất là xúc động. Nó không giống như những phần quà bình thường mình bỏ tiền ra để mình mua rồi mình tặng rồi mọi người về ăn về xài đó, nhưng mà phần quà này nó là chuyên chở nụ cười, chuyên chở cái tình cảm của công sức của Cương Dừa anh với anh Coleman, rồi tất cả những anh em ekip, rồi cùng với bà con cô bác trên mọi miền đất nước ở ngoài nước nữa. Rồi, cũng một lần nữa Coleman cũng vừa gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả quý bà con cô bác nhân dịp năm mới. Nhân dịp năm mới thì chúc bà con thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, an lành hạnh phúc. Và cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả một lần nữa và cả ekip, đặc biệt là các thành viên trong ekip. Nếu không có các bạn trong ekip, không có các bạn biên tập, không có đặc biệt là các team bánh mì hỗ trợ và anh em quay phim cùng nhau vất vả, thì chắc chắn là chương trình chuyến xe nụ cười này đơn vị hỗ trợ. Dạ, rồi các đơn vị hỗ trợ cũng xin gửi lời cảm ơn đơn vị hỗ trợ là đơn vị Nguyên Gia Phát đã giúp cho Coleman thực hiện một cái chiếc xe trông rất là dễ thương, rất là cute. Và các cái địa điểm ủng hộ đã hỗ trợ cho hai anh ghi hình là Hành Môn gì nữa, Gigamon, trường học của mình, cho anh Toản là một đơn vị cá nhân, ừ. Mà hỗ trợ địa điểm bán. Rồi. Rồi còn lại hai địa điểm của nhà mình thì thôi ở trụ sở của Điền Quân thì thôi dễ rồi. Đó là bên Coleman
coffee and choco thì cũng là của Bình Quân thì thôi cũng gửi lời cảm ơn các bạn đi. Hoặc là nhưng mình cũng ké quảng cáo xíu đi cho vui nha. Rồi xin chào tạm biệt quý vị các bạn. Mọi người sẽ tiếp tục xem cái phần đi trao quà, thì cái phần này có lẽ là nó sẽ không hấp dẫn bằng cái phần mà hai anh em mà thi đấu với nhau đâu, nhiều cảm xúc. Nhưng mà nó sẽ đúng rồi, nó sẽ rất nhiều cảm xúc và thực sự thì chúng ta sẽ nhìn thấy được ở ngoài kia còn có rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ, và trong khuôn khổ của 500 triệu này thật sự nó lớn thật sự, nhưng mà cũng không thể giúp hết được. Chính vì vậy cho nên hy vọng rằng là trong cái xe nụ cười sẽ được duy trì, sẽ tiếp tục duy trì, sẽ tiếp tục lan tỏa càng nhiều hơn nữa để càng có nhiều số phận giúp đỡ. Còn hai anh em mình thì chỉ có bỏ công thôi chứ cũng bỏ công bỏ tiền nhiên liệu, anh bỏ tiền nhiên liệu cũng liệu nhiều lắm á. Thật ra nhiều người họ nói chị hai anh chỉ bỏ công thì gom tiền lại thôi chứ bỏ tiền nguyên liệu cũng nhiều lắm, chưa tiền nguyên liệu mấy ngàn bánh mì mà rồi công sức bao nhiêu con người. Thật ra cái đó là không thể tính bằng tiền được quý vị khán giả. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều, chúc quý khán giả có một cái Tết thật là đầm ấm, có nhiều niềm vui. Dạ 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 chào tạm biệt ạ. Cảm ơn đặc biệt cảm ơn Thương Dừa đã tài trợ 10 triệu cho trận đấu sắp tới. Xin chào tạm biệt.